Đây, để cái lắp nha. Như vậy. Đây, giờ em tháo này ra. Đầu tiên em lấy cái gậy ra như này. Đấy. Sau đấy em sẽ lấy cái chân này ra. Em lắp một đít này. Đấy. Đây. Đấy, tiếp theo là lấy cái máy quay phim ra. Xong bắt đầu nhớ là cái này đặt lên mặt này nhé. Đấy, không vặn ra vào. Nhớ là cái mặt này của nó quay ở phía mình nhỉ. Tạm này ra. Bây giờ mình sẽ phải lắp cái mic rời vào. Cái mic rời này. À, cái này là cái micro nhé. Cái micro là đầu thu âm của nó, đầu trắng trắng này. À, em phải lắp ở đoạn này. Lắp thì em dùng cái lid này. Đấy. Bắt đầu mình làm vài vòng thôi. Đấy. Bây giờ cái đầu này nữa. Làm thêm cái lid nữa ở đằng sau đít nó. Đấy, ok, nói chung là thế này là được rồi. Đấy. Đấy. Sau khi lắp xong mình sẽ phải cân bằng cái này. Đấy. Em nhớ là khi mà lắp lên trên này thì cái máy này mình xoay ngang xoay dọc thế nào thì nó luôn trở về vị trí này. Nếu mà mình lắp sai, mình lắp ở vị trí này. Đấy, thì máy nó sẽ đập vào đây. Đấy. Giữ cẩn thận đấy, máy nó đập vào đây phát ra cái xước cái màn hình. Đây, đấy, mình lắp không đúng thì nó không mà cân bằng được, thì mình sẽ phải xê dịch cái này về đây, đấy, mình sẽ phải di chuyển cái này về đây, đấy, mình di chuyển về phía trước, đấy, mình sẽ di chuyển về phía trước, nếu mà về trước quá thì nó lại ngả về đây, đấy, anh bạn thử nhé, đấy, nó ngả về đây, thế mình phải cho lui một tí lên đây, đấy, mình mới vặn. Đấy, xong vẫn được, mình phải đẩy thêm một tí về phía trước. Đấy, cái này người ta gọi là cân bằng. Đấy, khi mà này. Đấy. 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 Nếu mà em lắp rời cái này ra ấy, chẳng hạn như thế này. Đây, em đẩy cái này về đây. Đấy. Thì nó sẽ như thế này. Như thế này thì mà em bật cái này lên là sẽ gây cháy motor. Tức là mình muốn dùng được thì lúc nào phải chỉnh cho cái này của nó. Đấy, nếu mà như thế này thì nó xoay về phía này. Đấy, cái này rất chi là khó, phải cân bằng như kiểu mình đưa sao cho như với cái cân đấy. Đấy, sau khi cân bằng thì mình dùng cái khóa này mình khóa chặt lại. Đấy, ok. Sau đấy tiếp theo mình sẽ đút cái đầu này vào cái lắc 3.5 này, nhớ em nhớ là giữ đít này xong ấn chặt vào nhé. Đấy, xong cái này vào đây. Đấy, xong mình sẽ kiểm tra độ cân bằng của nó. Đấy. Ok, sau khi đã kiểm tra được độ cân bằng nó như này, ok nhé. Đấy, tức là như này là khá cân bằng rồi.
chưa cân bằng lắm, cân bằng nó vậy. Đấy, tức là mình phải lắp hết các thiết bị xong mình lại cân bằng thêm một lần nữa. Nếu mà cho xuống đít này không được, cho về phía trước. Đấy, như thế này mới được này, như thế này gọi là cân bằng này. Đấy. Đấy. Đấy, như này khi mình cầm lên như thế này. Đấy, nó khá cân bằng này rồi. À, thì bây giờ cách bật là như này, mình sẽ bật nút đây lên, bật nguồn lên, bật giữ lên đây này. Đấy, thấy chưa? Khánh cứ quay này nhé, đi lui ra, lui ra. Đây, cái này tác dụng của nó như này. Đấy. Đấy. Đấy, mình sẽ đi ngang đi dọc khoảng như này, như này, như này. Thì lúc nào máy nó quay nó lại ở vị trí này luôn. Đấy. Đấy. Anh sẽ quay thử video, thử một video. Mình quay video mình sẽ bấm vào nút nguồn này. Đấy. Đấy. Đấy, bắt quay đồ quay nó bắt đồ số này 1 2 3 4 này. Đấy đấy, anh cho quay thử. Đấy. Đấy, mình sẽ đi ra, đi xuống, đi lên, đi xuống này. Đấy, đấy, cái gậy trong dung này nó hay đấy. Đấy, đấy, khi em quay thì ví dụ em quay văn phòng thì em có thể đặt cái chân này ở một chỗ và em ngắm cái bức ảnh ở đây, mọi cái thứ nó sẽ làm trong khuôn này là được. Hoặc em quay văn phòng ở chỗ nào đấy thì em đi cầm cái này, em đi như này. Đấy, em quay cả người anh đấy, đi quay từ từ này. Đấy, đi quay từ từ thôi, chứ đừng đưa nhanh thì lúc sau xử lý video thì người ta sẽ bị giật đấy. Đấy, đi quay từ từ này thôi. Đấy. Đấy, như này này. Đấy, rồi ok. Đó, bây giờ anh sẽ lại tháo tiếp. Đấy.